Đây các bạn nhá, thử duy nhất một quả cho anh em thưởng thức chất âm của cặp loa Zibler Hackman. À, chỉ có một quả thôi. Quá hay. Rồi, chất âm đỉnh quá cao luôn. Giọt mưa kia đã xóa tan vòng hình anh. Còn đây nước mắt. Chỉ mở một quả nha. Các bác lại bảo em quay cả cái đống loa này. Không có đâu, chỉ có một quả thôi. Hay lắm. Để lối bước chân em đi về đâu. Quay con điện thoại. Chơi với em bước qua bao con đường xưa, nơi ta đã có những ngày vui. Tầm này chưa trưa, tầm này gần 12 giờ rồi. Đấy, đây là thử tiếng nhạc nhá. Dòng loa này thì nó được cả nhạc lẫn lời mic. Đây là một dòng loa phải nói là nếu để mà tìm được những đôi loa với mức giá 1,8 triệu mà hàng xịn của JB, chất âm hay như này khẳng định anh em không có. Kể cả các con JB mã Control 25 đắt tiền hơn nhiều nhưng mà không hay bằng. Đặc biệt cái mã này em phải thừa nhận là nó nhỏ mà có võ. 1,2,3,4,5,6,7 anh em thấy chưa? Lời mic hay không? Loa tuy nhỏ nhưng mà lời mic rất là hay, cực kỳ hay luôn. Hôm qua em có thể báo với anh em là chỉ có 2 cặp. Duy nhất 2 cặp nhưng mà đến hiện tại bây giờ chỉ còn 1 cặp thôi. Ở đây em thử một quả để có biết là cái độ chất như thế nào. Còn duy nhất một quả, một cặp anh em nhé. Em là thử một quả, còn duy nhất một cặp giá 1,8 triệu. Anh em mà bỏ qua những dòng loa như này thì thực sự là cảm rất là lãng phí. 1,8 triệu thôi. Nhanh tay nhé nhá. Rồi, chào các bác nhá.